hai vị đại sư là Liên Trì và Ngẫu Ích xuất hiện, các ngài đã phục hưng lại Phật giáo. Đến đầu nhà Thanh mới có sự hưng thịnh như vậy. Ở đây đại sư nói hai câu rất quan trọng. Xưa này trong thiên hạ, người tín tâm thì ít, người hoài nghi thì nhiều. Đây là nguyên nhân gì vậy? Người thật sự tu học ít, người có thể giảng giải Phật Pháp một cách rõ ràng minh bạch không có. Tướng suy từ đây mà có. Tướng suy ngày nay có thể nói đã suy đến chỗ cùng. Ngày xưa tuy nói rằng không có người giảng, nhưng vẫn có người giảng, vẫn có người tu, không có nhiều bằng đời Tùy Đường. Đời Tùy Đường là thời đại vàng son của Phật giáo Trung Quốc, so ra mạnh hơn thời chúng ta ngày nay rất nhiều. Ngày nay người tu rất ít thấy, chắc là có, nhưng chỉ ở trong núi không chịu ra. Người giảng lại càng ít. Khiến cho mọi người trong xã hội đối với Phật giáo sinh ra sự nghi hoặc rất lớn. Khi chúng tôi còn trẻ cũng không ngoại lệ, cũng bị sự truyền nhiễm này, thường cho rằng Phật Pháp là tôn giáo, tôn giáo đều là mê tín. Sự hiểu lầm này đã ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta, không muốn tiếp xúc với nó. Đây là sự thật. Khi đó, nếu như tôi không học triết học với Phương Đông Mỹ tiên sinh, thì tôi sẽ không có duyên với Phật, diễn diễn đoạn tuyệt mất. Tôi học triết học với thầy Phương, thầy đã dạy cho tôi một bộ triết học khái luận, nhân duyên rất thù thắng. Bài cuối cùng lại là triết học kinh Phật. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên. Phật giáo là đa thần giáo. Đa thần giáo trong tôn giáo thuộc về tôn giáo thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một chân thần. Phật giáo cái gì cũng lạy, cho nên nó thuộc về đa thần giáo. Phiếm thần giáo hầu như không có người khai hóa, là tộc quần lạc hậu. Mới tín phụng những thứ này, tôi nói với thầy Phương, Phật giáo làm gì có triết học. Thầy nói, anh còn trẻ, anh không biết được đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế gian này. Triết học trong kinh Phật là triết học cao phong nhất trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Nhân duyên tôi tiếp xúc với Phật giáo từ đây mà có. Tôi tin tưởng thầy giáo. Cuối đời của thầy ít nhất là 25 năm. Những tiết dạy trong trường đều là kinh Phật. Thầy ấy dạy ở trường Đại học Đài Loan, mở một tiết học lớn Phật học Ngụy Tấn, Phật học Tùy Đường, Phật học Đại Thừa. Sau khi nghỉ hưu ở Đại học Đài Loan, Đại học Phụ Nhân là trường học giáo hội, mời thầy giảng dạy ở lớp tiến sĩ. Thầy ấy giảng triết học Hoa Nghiêm. Khi đó tôi tính
cuối đời khoảng 79 tuổi ngài đi. 25 năm cuối đời ở trong trường đại học đều giảng kinh Phật. Thầy mất sớm quá. Nếu như ở lại thêm 5 năm nữa thì thầy đối với Phật học Đài Loan, đối với Phật học trên toàn thế giới có sự ảnh hưởng rất lớn. Đây đúng là một đời đại sư. Phật học rốt cuộc là giảng những gì? Chúng tôi dùng một câu để nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngài đã giảng gì? Ngài giảng về chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Giảng thấu triệt, giảng rõ ràng. Lời của thầy Phương nói không hề khuếch trương một tí nào. Chúng tôi đã cùng nhau học 59 năm. Từ khi thầy Phương dạy tôi đến nay là 59 năm. Trong 59 năm này, chúng tôi đối với môn học thuật này khăng khăng không bỏ. Chứng minh được nó thật sự là triết học cao đẳng. Chẳng những là triết học cao đẳng mà còn là khoa học cao đẳng. Ngày nay những vấn đề triết học và khoa học không giải quyết được đều nằm trong kinh Phật. Rất tiếc, giới học thuật xem đây là tôn giáo, xem đây là mê tín, không tiếp xúc với nó. Đây là sự tổn thất rất lớn. Trên thế giới, những vị vĩ đại nhà triết học, nhà khoa học rất thông minh. Nếu như có thể tiếp xúc Phật Pháp, thì đối với sự nghiên cứu học thuật của họ sẽ nâng cao lên rất nhiều. Sự tồn tại của âm hưởng này khiến cho mọi người sanh lòng hoài nghi, không dám tiếp xúc. Dùng Phật Pháp mà nói, đây là không có phước. Họ không có phước báo, chúng sanh không có phước báo. Hôm qua giảng đến đoạn kinh này vì có nhiều bạn từ nơi khác đến, học Phật được bao nhiêu năm rồi thường gặp phải những vấn đề như vậy. Những vấn đề này là những vấn đề rất phổ biến nhưng mà rất quan trọng. Cho nên chúng tôi thêm vào một đoạn Lục Sự Minh Kinh Ý. Đây là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cũng là giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề hiện tại. Giảng về sáu việc, sáu việc này có thể giải đáp đại ý kinh điển mà Đức Phật đã nói. Kinh Phật đã nói những gì? Đây là nói rất kỹ, không phải một câu. Một câu đó chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong sáu câu này, câu thứ nhất là chánh đạo. Chánh đạo chính là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phật Pháp phân nó ra làm sáu chữ rất đơn giản. Để nói về sự việc này, sáu chữ này, chữ thứ nhất là tánh, thứ hai là tướng, tánh tướng. Tánh trong triết học nói là bổn thể. Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn vật từ đâu mà có? Phải có nguồn gốc chứ. Nguồn gốc đó chính là tánh. Trong Phật Pháp nói là tự tánh, pháp tánh, chính là ý này. Tướng là hiện tượng, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, bao gồm hết trong đó là tánh tướng. Đây là một đôi. Đôi thứ hai là sự lý. Lý là đạo lý. Đạo lý gì phát sinh ra những sự việc này? Sự trăm công ngàn việc, vô lượng vô biên.
Sự không tách rời lý, lý không tách rời sự. Giống như ngày này, trong số các bạn học này, rất nhiều vị sức khỏe không tốt, rất nhiều bệnh vặt, đây là sự. Vì sao bạn bị bệnh? Đó là lý. Khi hiểu rõ lý rồi thì bệnh rất dễ chữa. Ngày nay quả địa cầu này có vấn đề, có nhiều tai nạn, đây là sự. Vì sao quả địa cầu này lại có nhiều tai nạn như thế? Đó là lý. Hiểu được rõ lý rồi thì quả địa cầu này muốn phục hồi lại bình thường cũng không phải là chuyện khó. Cho nên các nhà khoa học báo cáo, mấy ngày trước chúng tôi coi được thông tin của Liên Hợp Quốc, đều không kiêng kỵ gì, đều đã nêu ra những vấn đề nghiêm trọng này, nêu ra sự, nhưng họ không nói về lý rõ ràng. Nếu như nói về lý rõ ràng thì về sự chúng ta sẽ có phương pháp đối phó, có thể hóa giải tai nạn được chăng? Được. Bệnh tật có thể chữa khỏi được không? Được, chắc chắn được. Đôi thứ ba chính là nhân quả. Có nhân chắc chắn có quả, có quả chắc chắn có nhân. Đây là nói tổng quát. Ngày hôm qua chúng tôi học đến chánh đạo, đây là nói về tánh tướng. Thiện quyền là nói về sự lý, chỉ giáo là nói về nhân quả. Ba điều sau là nói về việc hướng dẫn chúng sanh cách nào để họ có thể tiếp nhận sự giáo dục của Đức Phật. Có hướng dẫn. Sau đó nói về phước đức của họ, phước đức của con người, không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Bạn hỏi người kia, anh có muốn phát tài không? Ai ai cũng muốn. Điều này không phân bất cứ giai cấp nào, họ đều muốn giàu có. Có muốn thông minh trí huệ không? Có muốn mạnh khỏe sống lâu chăng? Ba thứ này chắc chắn mọi người đều muốn. Đức Phật dạy bạn làm cách nào để bạn có thể đạt được giàu có, thông minh, mạnh khỏe sống lâu. Ở đây Ngài dạy chúng sanh học tập lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật có thể giúp cho bạn đạt được những điều này. Ở trong đây nói về bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Bạn thật sự tu được sáu điều này thì chắc chắn bạn đạt được phước báo viên mãn. Cuối cùng là nói về giới luật, nói về cấm giới. Điều này rất quan trọng. Điều này nghĩa là gì? Là cuộc sống của cá nhân bạn có quy luật. Người Trung Quốc nói gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp. Gia quy của người Trung Quốc chính là đệ tử quy. Nhưng mà nên biết rằng người Trung Quốc nói gia là đại gia đình. Đại gia đình kéo dài đến năm dân quốc thứ hai mấy. Trước chiến tranh vẫn còn không ít đại gia đình. Sau 8 năm chiến tranh thì đại gia đình không còn nữa. Thông thường đại gia đình có 5-6 đời không ra ở riêng, sống cùng nhau. Ở trong vùng nông thôn Trung Quốc, bạn sẽ rất dễ thấy. Thôn này là thôn Dương, thôn kia là thôn Trương, đó là một gia đình. Một thôn là một gia đình. Nhân khẩu ít thì đại khai cũng có khoảng 200 người. Thông thường một gia đình có khoảng 300 người. Nhà người ở đông đúc thì có 600-700 người. Nếu như không có quy củ thì chẳng phải là loạn sao? Cho nên gia quy vô cùng quan trọng. Trong gia đình có gia đạo, có gia quy.
có gia học, có gia nghiệp. Nó là một đoàn thể của xã hội, là cơ sở tổ chức của quốc gia. Cho nên người Trung Quốc nói tề gia trị quốc bình thiên hạ. Một gia đình trị tốt rồi thì quốc thái dân an. Những đứa trẻ trong nhà họ dạy rất khéo, hiểu lý giữ pháp. Mọi người là người tốt, mọi việc là việc hay. Cho nên tôi thường nói Trung Quốc ngày xưa, trong mọi hãng, mọi công việc nào được mọi người ngưỡng mộ nhất, hướng đến nhất, chính là học và làm quan. Bạn xem, làm quan trong xã hội có địa vị rất cao, cũng có sự thu nhập rất tốt, nhàn rỗi, không có việc làm, không có vụ án để giải quyết. Một tháng mà có một hai vụ án là ghê gớm lắm. Vì sao vậy? Vì lão ba tánh đều tốt, có người không làm việc xấu, gia đình khéo dạy, mọi người tuân thủ đệ tử quy thì đều là người tốt. Chúng ta thấy bậc cổ nhân tập bộ trong Tứ Khố Toàn Thư, những tác phẩm văn học này phần lớn đều do người làm quan viết ra. Họ không có việc gì làm, hàng ngày ở nhà đọc sách, viết văn, làm thơ. Không như ngày nay. Ngày nay làm quan là vất vả nhất, đúng thật là điên đảo. Vì sao vậy? Vì ngày nay nhà không còn, không có người dạy. Trên thực tế thì vẫn còn có người dạy. Ai dạy vậy? TV dạy, Internet dạy. Dạy điều gì? Dạy bạo lực sát tình, dạy sát đạo dâm vọng. Xã hội loạn hết rồi, cho nên người làm quan rất vất vả. Đó chính là nói đến sự quan trọng của việc giáo dục, quan trọng hơn tất cả. Cho nên Đức Phật nói cấm giới chính là quy củ, quy phạm trong cuộc sống. Mọi người ai cũng tuân thủ thì thế giới này hòa bình, xã hội này an định, an cư lạc nghiệp, mới thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Ở đây nói rất cụ thể, nghĩa là bạn tu phước cách nào, bạn tích đức cách nào. Đạo Phật tu phước tích đức chính là sáu đề mục tu hành của Bồ Tát. Từ những đề mục này cách nào đây? Ngày nay chúng ta ở đây có thể học một chút. Trong Kinh Phật có lục sự thành tựu, sáu việc để thành tựu Bồ Tát là sáu đề mục tu học. Điều này rất quan trọng. Đoạn văn này ở trong Trang Nghiêm Luận, Luận Dân: Bồ Tát vị thành tựu lục độ, cố quyết định ứng hành lục sự giả. Bạn muốn thành tựu lục độ, nghĩa là sáu đề mục tu học của Bồ Tát. Bạn muốn học được sáu đề mục này thì nhất định bạn phải làm sáu việc này. Việc thứ nhất là cúng dường. Cúng dường giả vị nhân thành tựu đàn độ, cố hưng cúng dường, nhược bất trường thời cúng dường tam bảo, tắc đàn độ bất đắc viên mãn giả. Đàn là đàn na, là tiếng Ấn Độ, dịch thành tiếng Trung Quốc thì có nghĩa là bố thí. Đây chính là mục thứ nhất, bố thí ba la mật. Bố thí, nhưng ở đây không nói là bố thí, mà nói là cúng dường. Trong việc bố thí dùng tâm cung kính chân thành nhất để làm thì gọi là cúng dường.
Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta quảng tu cúng dường. Cho nên trong Đại Thừa Giáo thường nói, Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì chắc chắn không thể thành tựu viên mãn Phật Đạo. Thành tựu viên mãn Phật Đạo quan trọng nhất là phải tu Phổ Hiền thập nguyện. Điều thứ nhất trong thập nguyện là lễ kính, thứ hai là tán thán. Điều này phải học. Con người và con người qua lại với nhau, lễ phép rất quan trọng. Cúi mình thấp xuống 90 độ thì người nào cũng hoan hỷ. Khiêm hạ, tôn trọng người khác, tán thán người khác thì duyên của bạn với mọi người sẽ tốt. Bắt đầu làm từ đây, Đệ Tử Quy cũng dạy người ta học tập như thế. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là cúng dường. Người Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay hiểu được, từ Triều Hán, Phật giáo từ Triều Hán truyền lại. Sau khi truyền đến Đế Vương Trung Quốc đã tiếp nhận, chẳng những tiếp nhận mà còn nghiêm chỉnh đẩy mạnh, nghĩa là đẩy mạnh sự giáo dục của Đức Phật. Nên biết rằng nó không phải là tôn giáo. Phật giáo biến thành tôn giáo vào khoảng sau Gia Khánh, vì thời Càn Long Phật giáo vẫn chưa là tôn giáo, vẫn là giáo dục. Thật sự biến thành tôn giáo là vào thời Từ Hy Thái Hậu, khi bà chấp chánh phế trừ sự dạy học trong cung đình. Bà ấy thật sự mê tín, làm việc xin xăm bói quẻ, qua lại với quỷ thần. Đây là sở thích của bà ấy, trên làm dưới làm theo. Cho nên Phật giáo không thể chấn hưng trở lại. Cho nên lịch sử này không lâu, nhất định phải nhận rõ bộ mặt thật của Phật giáo. Nho Thích Đạo đều là học thuộc. Lễ kính, tán thán, kỵ định là cúng dường. Người Trung Quốc nói lễ nhiều người không trách. Cúng dường ở trong cuộc sống hàng ngày, sự qua lại giữa con người với con người, đây chính là tặng lễ vật. Cho nên phải biết rằng tặng lễ vật thuộc về cúng dường, thuộc về tài bố thí. Tình cảm giữa con người với con người được kiến lập từ đây. Lão Tổ Tông của Trung Quốc dạy chúng ta như thế. Khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, Đức Phật cũng dạy chúng ta như thế. Hơn nữa, nền tảng dạy học của Phật giáo là nền tảng văn hóa truyền thống của Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Nền tảng là gì? Là hiếu dưỡng phụ mẫu. Bạn xem Tịnh Nghiệp Tam Phúc là nói học Phật, có ba môn bắt buộc phải học, ba điều. Tông phái trong đạo Phật rất nhiều, ở Trung Quốc có 10 tông, phái biệt thì càng nhiều hơn. Pháp môn nghĩa là phương pháp, môn kinh 84,000 đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Nguyên tắc này là căn bản của căn bản, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, cội rễ. Cho nên khi đạo Phật truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc lập tức tiếp nhận, là vì nó đứng cùng nền tảng với văn hóa Trung Quốc, trên cùng một lý. Thật là hiếm thấy. Kế đến là Từ Tâm Bất Sát, Đại Từ Đại Bi,
tuyệt đối không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Tu thập thiện nghiệp, từ căn bản này mà kiến lập, hoàn toàn tương đồng với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Thời xưa năm 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói rất hay. Ông tán thán người Trung Quốc có trí huệ, tấm lòng rộng lớn, có thể tiếp nhận các nền văn hóa khác nhau. Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến không giống với nền văn hóa Trung Quốc, nhưng mà khi truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh nó, học tập nó. Phật Pháp đã làm nền văn hóa truyền thống Trung Quốc phong phú. Những lời này nói rất có lý. Cho nên ngày nay chúng ta đề xướng đa nguyên văn hóa, phải đoàn kết, phải hợp tác, phải hỗ tương học tập. Sự việc này chúng tôi đã làm mười mấy năm, bắt đầu làm từ năm 1999. Ngày nay cách nghĩ, cách làm và kinh nghiệm của chúng tôi từ từ đi đến giai đoạn thành thục. Cho nên học viện của chúng tôi từ cuối năm nay bắt đầu chính thức học tập điển tích, kinh điển của các tôn giáo, nghiêm chỉnh học tập. Mục đích gì? Là làm phong phú nội dung kinh giáo của chúng ta, rút tỉa những tinh hoa trong kinh điển của các tôn giáo để bồi bổ thêm cho chính mình, nâng cao cảnh giới của bản thân. Không thể kiến thức hẹp hòi. Mỗi một đạo đều có cái hay của nó, đều có chỗ tuyệt vời của nó. Chúng ta cố gắng hấp thu, thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu trí huệ của chính mình. Đây là lý do chúng tôi học đa nguyên văn hóa trong kinh điển của các tôn giáo. Dưới đây có một câu, chúng ta phải nhìn thoáng, không được chấp vào lời nói. Nhược bất trường thời, cúng dường tam bảo, là câu này. Trường thời thì dễ hiểu, nhưng tam bảo là gì? Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nếu như bạn không hiểu thì bạn sẽ nói đây là mê tín. Ý nghĩa thật sự của tam bảo là gì? Phật là giác ngộ. Nghĩa là trong Kim Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Phật là giác, Pháp là bình đẳng, Tăng là thanh tịnh. Giác chánh tịnh. Nếu chúng ta hiểu được trường thời cúng dường giác chánh tịnh, đối với bậc giác ngộ, chúng ta phải cúng dường họ. Dùng cái gì để cúng dường? Y giáo tu hành để cúng dường. Không phải lấy tiền tài, không phải lấy vàng bạc. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài đã làm gương cho chúng ta thấy. Một đời Ngài giảng dạy, 30 tuổi là tu tập thành tựu. Người Trung Quốc nói tam thập nhi lập. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tam thập nhi lập, Khổng Tử cũng tam thập nhi lập, thập ngũ hữu chí ư học tam thập nhi lập. Năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 19 tuổi, Ngài từ bỏ gia đình ra đi tham học.
Học 12 năm, khai trí huệ, cũng là tam thập nhi lập. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành tựu học thuật và đức hạnh, Ngài bắt đầu công việc giảng dạy. Một đời vui với công việc đó, không mệt mỏi, cuộc sống đơn giản. Ngày nay chúng ta nói sống cuộc sống khổ hạnh tăng. Tài sản của Ngài là ba y một bình bát, ba tấm y một cái bát. Đây chính là tài sản của Ngài. Ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, Ngài không cần gì hết. Cúng dường Ngài cách nào đây? Ngài dạy bạn, bạn nghiêm chỉnh học tập, chịu áp dụng, là Ngài vui mừng nhất. Thầy giáo dạy học trò, một đời dạy học. Dùng người thời nay mà nói, thì Ngài là một nhà giáo dục. Địa vị của Ngài là một vị thầy giáo, không liên quan gì đến tôn giáo, không dính dáng gì tới. Ngày nay biến thành tôn giáo. Những học sinh đời sau như chúng ta có lỗi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Học thuộc hay như vậy, sao lại để nó biến thành tôn giáo? Bản thân nó không thay đổi. Những người bất hiếu như chúng ta đây, những đệ tử đệ tôn này đã biến nó thành tôn giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết, ngày nào Ngài cũng chảy nước mắt. Bản thân chúng ta cần nên phản tỉnh lại. Những điều Ngài dạy chúng ta ở đâu? Ở trong kinh điển. Đạo lý trong kinh điển giảng cho chúng ta biết quy luật tự nhiên, tư tưởng, ngôn hành của chúng ta làm thế nào để tùy thuận với quy luật của đại tự nhiên. Quy luật của đại tự nhiên gọi là đạo, tùy thuận đại tự nhiên gọi là đức. Trái ngược với đại tự nhiên thì tai nạn sẽ đến. Ngày nay con người không tin tưởng thánh hiền, không tin tưởng tôn giáo, mà tin tưởng khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phá hoại sự thăng bằng của sinh thái tự nhiên, tạo nên địa cầu ngày nay có rất nhiều tai nạn. Ngay cả các nhà khoa học cận đại cũng thừa nhận, tai nạn từ đâu mà có? Con người gây nên. Rõ ràng nhất là ngày nay nhiệt độ của địa cầu càng nóng lên. Đây là hiện tượng rất đáng sợ. Khí hậu có sự thay đổi nghiêm trọng. Sự thay đổi này mang đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Năm nay ở Trung Quốc mùa đông ấm, phải nói là năm ngoái lúa mạch thu hoạch giảm xuống 40%. Vùng Đông Bắc Trung Quốc là nơi sản xuất lúa mạch lớn trên thế giới. Lương thực giảm sản rất nhiều. Sau này con người ăn cái gì đây? Cho nên sau nguy cơ tài chính, các nhà khoa học cảnh báo cho chúng ta biết là có nguy cơ lương thực. Điều này mới thực sự là đáng sợ. Rất nhiều tai nạn đều không tránh khỏi. Sự liên quan do con người gây nên. Đạo của Thánh Hiền không gì khác ngoài việc dạy chúng ta tuân thủ quy tắc của đại tự nhiên, không nên phá hoại nó. Chúng ta học Phật nhiều năm rồi, ăn chay được. Ăn chay đối với sức khỏe của con người rất có lợi. Nhưng ngày nay thức ăn chay cũng có vấn đề.
Gạo và rau sử dụng thuốc sâu, phân bón phá hoại sinh thái tự nhiên. Nhìn thấy rất đẹp mắt, nhưng dinh dưỡng thì không thể đem so với ngày xưa. Trái cây thật sự nhìn rất đẹp mắt, lớn hơn ngày xưa nhiều. Ăn thì chẳng có mùi vị gì, ăn vào bụng không có dinh dưỡng, có khi còn mang mầm bệnh đến cho bạn. Bạn nghĩ xem có phiền phức không? Ở trong thịt vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Cho nên trên thế giới ngày nay, những căn bệnh kỳ quái đều xuất hiện. Lão Tổ Tông nói với chúng ta, bệnh tùng khẩu nhập. Đại đa số bệnh tật từ đâu mà có? Từ ẩm thực mà có. Đây là khoa học mang đến cho chúng ta, mang đến cho chúng ta, như trong kinh nói, uống đắng ăn độc. Coi trọng nhìn, không coi trọng ăn. Những đạo lý này cần nên biết. Cho nên ở đây nói cúng dường tam bảo là dùng tâm chân thành của chúng ta cúng dường. Tâm thanh tịnh cúng dường, lấy y giáo phụng hành để cúng dường, như vậy là đúng. Mục đích tu học Phật Pháp, thứ nhất là thân tâm khỏe mạnh, thứ hai là gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi. Nếu như không đạt được những điều lợi ích này, thì bạn học làm gì? Nếu như học mà không dùng được thì đâu cần phải lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần làm gì? Học nó có lợi. Thật sự trong kinh Phật không có một câu giả dối. Bạn đều có thể đạt được hết. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, lý luận đạo đức phương pháp đều có cả. Hóa giải tất cả tai nạn đều có phương pháp tuyệt diệu của nó. Cho nên bố thí ba la mật cần nên biết, không phải ở trên hình thức. Mọi người nghe được điều này thì nghĩ đến mặt hình thức, sai rồi. Hình thức quá nhỏ bé. Trong kinh Phật cúng dường Phật, dùng gì để cúng dường? Một đóa hoa, hương hoa cúng dường. Không kêu bạn cúng dường tiền. Cúng dường tiền thì bạn hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa của nó rồi. Đức Phật một đời tay không đụng đến tiền, thì sao bạn có thể cúng dường tiền cho Ngài chứ? Bạn xem từ giới Sa Di chỉ có 10 điều giới, trong đó có một điều: không được đụng đến những thứ tiền tài vàng bạc. Đầu tiên phải buông bỏ những thứ này thì tâm của bạn mới thanh tịnh được. Nếu như không buông bỏ được những thứ này thì tâm của bạn làm sao thanh tịnh được? Điều này cần nên biết. Khi Đức Phật còn tại thế, bạn cúng dường Ngài, Ngài đi khất thực, bạn cúng dường Ngài một chút đồ ăn, không phải là một chén. Trong nhà bạn có nhiều đồ ăn, cúng dường cho Ngài một muỗng thức ăn. Bởi vì một cái bát không phải Ngài khất thực một nhà, đi khất thực mấy nhà để chung một cái bát. Thông thường thì khoảng 7 nhà khất thực được một bát cơm, không phải là một nhà. Chế độ đó hay. Thật sự kêu bạn triệt để buông bỏ, không có một chút tham tâm nào hết. Thứ hai là học giới.
Học giới nghĩa là thủ pháp, học quy củ, là nhân thành tựu giới độ. Cho nên học trì giới, nếu không trường thời trì giới thì giới độ không thể được viên mãn. Giới là gì? Là quy phạm trong cuộc sống. Nếu như bạn không học, cuộc sống cá nhân bạn không có quy luật, thì bạn không thể được quả báo trường thọ sống lâu. Bạn tiếp xúc với đại chúng không có quy củ, thì đoàn thể này sẽ hỗn loạn. Nó không giống một đoàn thể. Ngày nay chúng ta thấy đạo Phật trên khắp thế giới đã nhiều năm rồi, tôi cũng đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với đệ tử Phật ở khắp nơi. Người tại gia học Phật bỏ qua thập thiện nghiệp đạo, người xuất gia không học sa di luật nghi. Thì Phật pháp sẽ gì? Điều này cần nên biết. Giới là hạnh, rất quan trọng. Bạn học những lý luận này, học những lý luận trong kinh giáo này, bạn phải áp dụng vào trong cuộc sống. Bạn đem ra thực hành nó, đó chính là giới. Bạn không làm được thì coi như là chưa học. Cho nên không có giới thì Phật cũng không còn nữa. Đạo Nho truyền thống của Trung Quốc, nếu như không có lễ thì Nho cũng không còn. Ngày nay thật sự lễ trong Đạo Nho không còn nữa. Giới của Đạo Phật cũng không có. Ngày nay Phật biến thành gì rồi? Ngày nay gọi là Phật học, coi nó là một loại học thuật để nghiên cứu. Bạn không đạt được lợi ích thật sự của Phật pháp. Lợi ích thật sự là nâng cao cảnh giới của bạn, nâng cao đức hạnh của bạn, nâng cao trí huệ của bạn. Ba việc này bạn đã không làm được. Như mấy năm trước đây, tôi ở trong Đại học Kiến Kiều, Đại học Luân Đôn, vì các bạn học hệ Hán học, diễn dạy cho họ hai lần. Ba trường học ở Luân Đôn bao gồm Newton, hệ Hán học ở Âu Châu là học phủ nổi tiếng nhất. Học sinh ở trong đó, lớp tiến sĩ, lớp thạc sĩ, tôi rất thán phục. Thán phục họ nói tiếng Bắc Kinh rất hay. Tôi còn không bằng học đấy. Có thể xem cổ văn của Trung Quốc, bởi vì sách cổ đều là cổ văn, chẳng thể không thán phục họ. Họ học rất thành đạt. Tôi đến tham quan, đến phỏng vấn và nói chuyện với họ. Tôi nói quý vị có thể dùng điển tích của Nho Thích Đạo để viết luận văn, học vị tiến sĩ có thể đạt được, sau này cũng có thể là một vị giáo thọ nổi tiếng, cũng là một nhà Hán học Âu Châu. Tôi nói chắc chắn quý vị không thể như tôi, tự tại, vui vẻ và hạnh phúc. Nguyên nhân vì sao? Vì những điều tôi học và quý vị học tương phản với nhau. Viết Phật học, đạo học, nho học lên trên bảng. Họ đọc từ bên này sang bên kia. Nho học, đạo học, Phật học. Tôi nói tôi trái ngược lại với quý vị, tôi đọc từ bên kia lại. Người Trung Quốc từ phải sang trái. Người Trung Quốc đọc là học nho, học Phật, học đạo, thì không giống nhau rồi.
Học nho phải học được giống như Khổng Tử, Mạnh Tử vậy. Học Phật phải học được giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Học đạo cũng phải đạt được như Lão Tử, Trang Tử vậy. Bạn thật sự học được rồi. Cho nên ngày nay, người học Phật, học đạo, học nho không có. Nhưng người nghiên cứu về đạo học, nho học, Phật học lại rất nhiều. Nó biến thành học thuật. Nó biến chất mất rồi. Hình tướng thì vẫn như vậy, nhưng mùi vị thì hoàn toàn khác. Cũng giống như nông sản phẩm ngày nay vậy, hoàn toàn dùng thuốc sâu phân bón, biến chất mất rồi. Vẫn là lúa nước, vẫn là lúa mạch, nhưng mùi vị thì khác, không có dinh dưỡng. Bạn muốn có sự thành tựu như cổ thánh tiên hiền, chắc chắn bạn làm không được. Cho nên một đời bạn vẫn sống trong thế giới phiền não và thống khổ. Điều này là tôi nói với họ. Lão tổ tông ở Trung Quốc xứng đáng với con cháu đời sau. Con cháu đời sau thì có lỗi với lão tổ tông, gọi là đại bất hiếu. Để lại đồ tốt như thế mà không nhận biết. Những món đồ quý giá này thật sự có thể giúp cho bạn trong một đời đạt được đại phước huệ. Cho nên gần đây cũng có khoảng mười mấy năm rồi, chúng tôi tích cực đề xướng giới học. Chúng tôi biết vì sao không thể áp dụng sa di luật nghi, không thể áp dụng thập thiện nghiệp. Hai điều này là nền tảng của Phật Pháp. Vì sao người xưa có thể làm được, vì sao người thời nay chúng ta không làm được? Chúng ta suy nghĩ, chúng ta tư duy, chúng ta nghiên cứu thử xem. Người xưa nền tảng rất sâu. Sự giáo dục luân lý đạo đức do cha mẹ dạy. Vậy là giáo dục từ gốc. Giáo dục từ gốc vào thời điểm nào? Trước 3 tuổi. Từ khi ra đời cho đến năm 3 tuổi là 1.000 ngày. 1.000 ngày này gọi là giáo dục từ gốc. Dạy điều gì vậy? Chính là dạy đệ tử quy, không phải là giảng. Đó là em bé, không phải là giảng cho nó nghe, mà làm cho nó thấy. Cho nên đệ tử quy dạy cách nào? Cha mẹ thực hành đệ tử quy trong cuộc sống hàng ngày. Đứa trẻ vừa ra đời, mở mắt ra là nó biết nhìn rồi. Lỗ tai nó đã biết nghe. Nó bắt đầu biết bắt chước, biết học tập theo rồi. Cho nên cha mẹ ở trước mặt đứa trẻ, ngôn ngữ hành động đều phải hợp lệ. Vì sao vậy? Vì đứa trẻ học theo, học 3 năm thì nền tảng kiên cố rồi. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu 3 tuổi thấy 80. 3 tuổi trong nền tảng sâu vậy thì 80 tuổi cũng không thay đổi. Giáo dục như thế ngày nay không còn nữa. Nếu như có thì nó cũng trong nền tảng sâu vậy. Khi đứa bé vừa mở mắt ra là nó xem TV. TV diễn những gì? Cha mẹ không còn dạy nữa. Cha mẹ ở trước mặt đứa trẻ đôi khi còn có thái độ không tốt, đều được đứa trẻ học hết. Cho nên nói đứa trẻ khó dạy. Vì sao khó dạy? Vì do bạn dạy nó như vậy mà. Cha mẹ cảm nhận được đứa trẻ khó dạy. Trong trường học, thầy giáo thấy học trò khó dạy.
Đây là vấn đề lớn trong xã hội ngày nay. Cho nên khó, vô cùng khó. Nhân chi sự tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diện. Tập tánh chính là tập quán. Bổn tánh là thiện, tập quán là bất thiện, học hư hết. Thì xã hội này làm sao mà không hỗn loạn được? Cho nên chúng tôi tích cực đề xướng đệ tử quy. Lúc nhỏ không học qua, bây giờ mau chóng đến học bù. Nhất định phải hạ thủ từ đệ tử quy. Phải xây dựng nền tảng từ trong cảm ứng thiên. Sau đó thập thiện nghiệp đạo, xoay với lục nghi, thì bạn rất dễ dàng làm được. Đó gọi là nền tảng của nền tảng. Nền tảng thứ nhất là đệ tử quy. Nền tảng thứ hai là cảm ứng thiên. Nền tảng thứ ba là thập thiện nghiệp đạo. Ba nền tảng của Nho Thích Đạo, nó có thứ tự trước sau. Không có hai điều trước thì thập thiện nghiệp đạo không thực hành được. Không thực hành thập thiện nghiệp đạo thì sa di luật nghi không hành được. Ngày nay chúng ta học bù. Học bù còn hơn không học. Nếu bạn thật sự phát tâm, thật sự sám hối, đoạn ác tu thiện, thì vẫn còn kịp, vẫn còn cứu được. Nếu như không biết sám hối, tất cả vẫn tùy thuận theo tập khí phiền não thì tiêu rồi. Tùy một đời nghiên cứu về Phật học, giảng giải thao thao bất tuyệt mà không đạt được lợi ích thực sự. Cho nên giới luật quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết. Nhà vật lý học bây giờ đã chứng minh được rồi. Tổ tiên nhiều đời của tiến sĩ Hillclan đã truyền lại cách chữa bệnh này rất hiệu quả. Rất nhiều năm về trước, tôi theo lão sư Lý học Kim giáo ở Đại Trung. Khi đó, tôi học Phật được 7 năm rồi. Tôi ở Đại Trung học theo cách ăn uống của thầy. Một ngày, ăn một bữa rất là đơn giản. Tôi lãnh hội được thì chia sẻ với thầy. Sự tiêu hao năng lượng của con người, tôi cho là hơn 90% là tiêu hao do vọng niệm. Lao động trí óc và lao động chân tay đều tiêu hao không nhiều. Vì tôi thấy lão sư Lý, sức lao động của thầy bằng những sức lao động của 5 người bình thường cộng lại. Sức lao động lớn như vậy mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ăn ít như vậy mà thầy có thể duy trì được. Điều này nói rõ tâm của thầy thanh tịnh. Cho nên tôi kết luận là sự tiêu hao năng lượng là do vọng tưởng tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm càng nhiều thì bạn phải bổ sung nhiều. Không bổ sung thì thể lực không đủ. Nếu vọng tưởng ít, tâm thanh tịnh, thì họ tiêu hao năng lượng ít, chỉ cần một ít là có thể duy trì. Tôi đưa ra nhận xét như vậy. Thầy đồng ý. Thầy nói đúng là như vậy. Chúng ta cố gắng không nghỉ ngơi lung tung, bỏ đi hết những suy nghĩ không cần thiết. Thân tâm bạn khỏe mạnh, bạn sẽ không bị bệnh. Bị bệnh thì chỉ là cảm sổ mũi. Chú ý vấn đề ăn uống, chỗ ở là được rồi. Vì vậy con người có thể tự bảo vệ mình. Ân trên cho bạn cái thân này, cho bạn sức khỏe, tự bạn phải biết bảo vệ mình, không thể phá hỏng nó. Ăn bạo uống bạo chính là căn nguyên của bệnh tật. Thân thể có nhiều cơ quan như vậy, bạn chỉ lo cho cái lưỡi,
chỉ để cho nó thoải mái. Mùi vị là do nó cảm nhận qua ba tấc lưỡi, bằng vì nó mà hy sinh các cơ quan khác của mình. Như vậy không phải là dại dột hay sao? Khi chúng ta biết yêu thương bảo vệ mỗi cơ quan trong thân thể, yêu thương bảo vệ từng tế bào của cơ thể, thì đó mới gọi là tình yêu thương chân thật. Bằng vì tham muốn sự hưởng thụ mà tạo vô lượng vô biên nghiệp tội, hiến toàn bộ cơ thể phải chịu tội, hiến linh hồn cũng phải chịu tội, vậy thì sai rồi, sai lầm lớn rồi. Con xin nghe lời của sư phụ, cũng giống như việc lấy mật gấu vậy. Nó không chỉ không thể trị được bệnh cho mình, mà còn nhất định có độc tố, nhất định có độc tố, ngược lại còn hại bản thân mình nữa, đúng không ạ? Có kịch độc, nhất định là có kịch độc, nhất định là có kịch độc. Bạn xem con người lúc sắp chết, nếu khi đó có một niệm phẫn nộ, oán hận, tức giận, thì sẽ bị đọa địa ngục ngay. Sự thù hận đó của con gấu sau nặng biết bao nhiêu, đời đời kiếp kiếp nó cũng sẽ không quên. Nó sẽ tha thứ cho bạn hay sao? Chuyện này không thể xảy ra rồi. Bây giờ giận khí của bạn còn đang tốt, nó bất lực đối với bạn. Đến khi giận của bạn suy rồi thì nó sẽ đến tìm. Thưa sư phụ, con có một bức ảnh, nhưng bây giờ con tìm không thấy. Chính là nói rất nhiều con gấu sau khi bị hút mật như thế, cuối cùng đều bị ung thư. Bức ảnh đó nhìn rất đáng sợ, là do chúng phiền muộn u uất, đúng không ạ? Thưa sư phụ, tâm trạng của chúng quá u uất à? Không sai. Rất nhiều người nói giết động vật, đặc biệt là giết các loại bò bay xuống động như côn trùng, ruồi, muỗi, gián, để cho chúng sớm thoát khỏi kiếp súc sanh. Như vậy có đúng không ạ? Vậy thì bạn phải có công phu mới được. Bạn thật sự có thể giúp chúng rời khỏi kiếp súc sanh, vậy thì được. Bạn không có bản lĩnh này thì không thể được rồi. Bạn không có bản lĩnh này, rồi mũi chúng cũng tham sống sợ chết. Bạn giết nó thì nó sẽ báo thù. Thật sự có bản lĩnh này thì được, có thể siêu độ cho chúng. Nếu không có bản lĩnh này thì không thể làm được như vậy. Tháng 6, 2010, báo cáo phát biểu của Sở Kế hoạch Môi trường Liên Hiệp Quốc và Ủy ban châu Âu đều nói là muốn giảm mạnh sự ảnh hưởng của môi trường, cách duy nhất chính là thay đổi một cách mạnh mẽ về việc ăn uống của toàn thế giới, từ bỏ tất cả những thực phẩm mang tính động vật. Nếu không dừng lại hoặc hạn chế việc ăn thịt thì cả trái đất sẽ bị hủy diệt. Việc này có liên quan đến sự tồn vong của tất cả mọi người. Đây không còn là sự lựa chọn của riêng một cá nhân nào nữa. Cách nói này thật khiến người nghe khiếp sợ. Điều này có phải là nói quá sự thật không? Kính mong lộc pháp sư từ bi khai thị cho chúng con. Cách nói này tôi cảm thấy là đang nói về tình hình của xã hội hiện nay. Xác thực là như vậy. Nói về phương diện ăn uống khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu của chúng tôi. Vào thời kỳ kháng chiến, những loại thức ăn đơn giản tốt cho sức khỏe so với thức ăn hiện nay làm cho chúng tôi cảm thấy nhớ vô cùng. Thức ăn bây giờ thật sự khiến cho chúng ta thấp thỏm lo âu từng ngày, vì nó không bình thường. Vấn đề bất bình thường của con người cũng từ đó mà sanh ra. Cuộc sống bình thường, sinh hoạt ăn uống bình thường, đó là khỏe mạnh nhất. Người Trung Quốc thời xưa rất xem trọng việc này. Trong Tả Truyện có câu: nhân khí thường tắc yêu hưng, nghĩa là khi chúng ta đi ngược lại với cái bình thường thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện ngay. Yêu ma quỷ quái làm loạn xã hội, nhiễu loạn tinh thần, mang đến tai nạn cho chúng ta. Cho nên ngày nay những người này phát hiện ra, tôi cho là đây là một tin tốt lành. Cảm ơn pháp sư. Thưa pháp sư, có người nói là con người là động vật cấp cao trên trái đất, là loài có linh tánh trong vạn vật, mạnh được yếu thua là quy luật của tự nhiên,
vì việc động vật bị con người giết, bị con người ăn. Con người ăn chúng là hợp với lẽ trời. Rất nhiều người có quan niệm này đã nói là ăn thịt có gì không tốt chứ. Hàng trăm hàng vạn người đều ăn thịt, tại vì sao tôi lại không ăn? Xin Pháp Sư từ bi khai thị cho chúng con. Tôi cũng không ăn, Ngài cũng không ăn. Đúng vậy, từ năm 26 tuổi tôi được nghe Phật Pháp. Nửa năm sau đó thì tôi bỏ ăn thịt. Lúc tôi còn trẻ, khi học ở trường, đã từng tiếp xúc qua Kỳ Tôn giáo và Hồi giáo. Thời gian đó tôi phản đối nhất chính là Phật giáo, vì lúc đó tôi chưa có sự hiểu biết đối với Phật giáo. Kinh Koran và Kinh Thánh còn có người giảng, giảng giải nghe cũng có đạo lý. Tôi chưa từng nghe ai giảng qua Phật giáo. Hơn nữa, ý nghĩa lại tương đối sâu. Xem kinh điển lại không hiểu. Vì thế sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Sau khi hiểu rõ rồi thì mới biết tội nghiệp mà chúng tôi tạo rất sâu nặng. Thời kháng chiến tôi bị thất học 3 năm, nên tôi học săn bắn. Vì thế mà sát sanh rất nhiều. Biết được những nhân quả báo ứng này. Con người thế gian thật sự giống như Phật nói vậy. Bạn đến thế gian này để làm gì? Phật đã nói một câu như vậy: nhân sanh thù nghiệp, để trả nghiệp của bạn. Bạn làm thiện, bạn đến hưởng phước. Bạn tạo ác, bạn đến chịu tội. Nhân quả báo ứng không mảy may sai sót. Tôi nghĩ đến 3 năm săn bắn trong quá khứ đã sát sanh nhiều không kể xiết, đã kết oán thù với những chúng sanh này. Loại oan oan tương báo này vô cùng đáng sợ. Vì thế tôi lập tức chọn ăn chay. Giá là việc chọn ăn chay cũng có đạo lý của nó. Người thế gian chúng ta chỉ hiểu được phải đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sinh lý. Ăn phải sạch sẽ, phải tươi ngon. Hiểu sâu hơn một bậc, tôi cho rằng là Hồi giáo. Họ không những chỉ xem trọng việc đảm bảo vệ sinh, họ còn hiểu được vệ tính. Đó chính là bảo vệ tính tình của mình. Điều đó liên quan đến tính tình của họ. Nếu thức ăn đó khiến cho mình tính khí không tốt, thì tốt nhất là nên ít ăn loại thức ăn đó. Đó chính là ngũ tân trong Phật giáo. Bạn xem chữ tân, trên đầu có chữ thảo. Tân không phải là thịt. Ngũ tân chính là hành, tỏi, hẹ, kiệu và hành tây. Những loại này tại vì sao lại không nên ăn? Tính tình không tốt, ăn sống thì dễ nổi giận, dễ nóng giận. Đúng vậy, chúng khiến bạn nổi giận. Khi ăn chín thì nó sinh ra hóc môn, dễ dẫn đến kích động. Chính là do nguyên nhân này. Cho nên trong thời điểm phát dục, 70 tuổi trở lên, thì phần lớn tính tình của bạn đã định rồi, nên điều này không quan trọng nữa. Mặt khác, nếu là dùng làm thuốc thì được. Dùng làm thuốc thì được, đúng vậy. Đặc biệt là thời đại bây giờ, thức ăn đều không an toàn. Củ tỏi thật sự có thể giúp chúng ta giải độc, giúp chúng ta diệt khuẩn. Cho nên đối với hiện nay, thì tôi cho rằng đây là loại thức ăn cần thiết nhất. Trước đây, chúng tôi ở thư viện nghe nhìn hoa tạng tại Đài Loan. Hàng quán trưởng, bà ấy quy định mỗi tuần phải ăn tỏi một lần. Mỗi người ăn sống ít nhất là 1 hoặc 2 tép. Ăn sống mới có tác dụng. Ăn sống mới tác dụng diệt khuẩn, đúng không vậy? Đúng. Đúng rồi. Giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng. Đúng vậy. Điều này rất có lý. Cho nên Phật Pháp là nói lý lẽ, rất thấu tình đạt lý, không cố chấp cứng nhắc. Tuy nhiên 5 loại thức ăn này, phần lớn mọi người nhất định phải kiêng cử, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Người lớn tuổi, người bệnh, nếu bác sĩ bảo ăn thì bạn mới có thể ăn. Cho nên nhất định phải xem trọng việc ăn uống. Đối với động vật, nói thật là chúng ta không nên ăn thịt của chúng, vì đó là một sinh mạng. Là một sinh mạng, đúng rồi. Cho nên nói mạnh được yếu thua là gì? Đó chính là hiện tượng quả báo của oan oan tương báo. Quá khứ nó ăn thịt bạn, bây giờ bạn ăn thịt nó. Chúng ta giác ngộ rồi, quá khứ nó ăn thịt tôi, thôi bỏ vậy, bây giờ tôi không ăn thịt nó nữa. Như vậy là tốt, oán kết này đã được hóa giải rồi. Nếu không thì không thể hóa giải được. Đời đời kiếp kiếp, báo tới báo lui, cả hai bên đều đau khổ.
đặc biệt là thịt hiện nay. 4 năm trước đây, cư sĩ Tề mời tôi đến thăm Sơn Đông, Đức Châu, Khánh Dân. Bà ấy đã đưa tôi đến tham quan một trại nuôi vịt. Bà ấy nói với tôi, trại nuôi vịt này chuyên cung cấp vịt cho những tiệm vịt quay ở Bắc Kinh, chiếm tỷ lệ 1/3, số lượng rất lớn. Tôi đi tham quan, ở nơi đó bà ấy cầm lên một con vịt con để vào lòng bàn tay của tôi. Con vịt lớn cỡ như thế này. Bà ấy hỏi tôi, Pháp Sư à, Pháp Sư xem con vịt này sinh ra được mấy ngày rồi? Tôi nói ít nhất cũng phải 1 tuần cho đến 10 ngày thì mới có thể lớn như vậy. Bà ấy nói cho tôi biết nó chỉ mới sinh ra vào ngày hôm qua. Tôi giật cả mình. Tôi hỏi vịt ở đây nuôi bao nhiêu ngày thì đem đến Bắc Kinh làm thịt vậy? Họ nói 2-3 tuần. Vậy có thể ăn được không? Đây là dùng chất hóa học kích thích, thúc đẩy, nhất định là không tốt cho sức khỏe rồi. Cho nên lúc đó tôi nói với người bên cạnh, loại thực phẩm này không ăn được rồi. Thức ăn để nuôi chúng đều có độc, không bình thường, trứng của chúng cũng không nên ăn. Trước đây chúng ta không thấy, bây giờ đã được tận mắt chứng kiến rồi. Nuôi một con heo mới 1-2 tháng thì đem giết rồi. Trước đây thông thường nhà nông họ nuôi heo mất 1 năm, vịt nuôi ít nhất cũng 7-8 tháng, 10 tháng nó mới lớn được như vậy. Bây giờ vài tuần đã lớn như vậy rồi. Cho nên tất cả đều không bình thường. Vậy bạn có dám ăn không? Tôi đã không ăn thịt 60 năm rồi, không biết tình hình thực tế ra sao. Tôi đã từng hỏi thăm vợ của thầy Phương Đông Mỹ. Sau khi thầy mất, tôi thường hỏi thăm bà ấy. Có một lần tôi hỏi bà, bây giờ mọi người ăn thịt heo, thịt gà, hãy nghĩ xem mùi vị có giống như chúng ta ăn trước thời kỳ kháng chiến không? Bà ấy trầm tư suy nghĩ 5 phút rồi nói với tôi là không giống. Mùi vị không đúng rồi. 60 năm trước, thức ăn mà chúng tôi ăn là được sinh trưởng bình thường, phát triển tự nhiên. Còn bây giờ toàn dùng chất hóa học thúc đẩy, tất cả đều có độc. Cho nên hiện nay rất nhiều người mắc những bệnh rất kỳ lạ. 60 năm trước đều không có, đều là hiện nay mới có những căn bệnh lạ như vậy. Từ đâu mà có? Bệnh từ miệng vào, đều là do thức ăn mang đến. Không phải chỉ là động vật, mà hiện nay ngay cả thực vật cũng dùng phân bón, hóa học, thuốc trừ sâu, hoàn toàn không tự nhiên. Vì thế con người ăn thức ăn này vào thì không tốt cho sức khỏe. Ngay cả tiến sĩ Thang Ân Tỷ vào những năm 70 cũng đã ra sức tuyên truyền, kêu gọi nông nghiệp phải quay về trồng trọt bằng sức người. Đó mới là an toàn khỏe mạnh. Ông ấy phản đối việc sử dụng cơ giới hóa, càng phản đối việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, biến đổi gen. Đây là điều ông ta tuyệt đối không tán thành. Điều này có đạo lý của nó. Thưa Pháp Sư, theo con được biết, hiện tại trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của động vật, chúng phải chịu hàng loạt sự dày dò như nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh trong quá trình bị bắt, quá trình giết mổ. Không chỉ có vậy, hiện nay trên toàn cầu còn áp đặt thêm cho động vật các loại thuốc hóc môn, chất kháng sinh, còn có chất kích thích nữa. Các loại thuốc này lên đến khoảng 2.700 loại. Còn có quen biết một ông chủ trại gà. Ông ấy cho biết vốn dĩ tuổi thọ của gà là 7 năm, bây giờ chỉ còn 45 ngày. Nghĩa là từ lúc chúng sinh ra đến khi chúng được 45 ngày thì được dọn lên bàn ăn của con người rồi. Ông ấy vừa phải tiêm thuốc cho chúng, vừa phải cho chúng uống thuốc, gồm có 16 loại thuốc. Thực ra thêm nhiều loại thuốc như vậy cho những con vật này, vô hình trung biến cơ thể chúng thực sự trở thành một cái ấm sắc thuốc rồi. Không sai. Có một chuyên gia về ngành gia cầm nói là con gà mà bây giờ chúng ta ăn không nên gọi là con gà, mà nên đổi tên thành là gà thuốc. Thực ra gọi là gà thuốc vẫn chưa đúng, phải gọi là gà độc.
gà độc. Đó là thuốc độc. Con người ăn vào làm sao có thể khỏe mạnh được? Ăn vào là có thể chết sớm. Thưa Pháp Sư, các chuyên gia nói là trên thân mỗi động vật đều có xác độc. Xác độc tức là sau khi động vật chết đi, sự phân hủy từ từ của thể xác sinh ra độc tố. Thời gian càng lâu thì độc tính trong xác chết càng lớn. Thật ra, mọi người không ít thì nhiều đều ăn những loại thức ăn này. Hơn nữa việc thêm thuốc cho động vật đã trở thành một bí mật đã được phén màng. Ngài xem đó, bây giờ mọi người ai cũng biết được hiện tượng này, nhưng họ vẫn cứ ăn. Pháp Sư nói, đây là vì sao? Đây là mê muội. Mà vì sao lại mê muội? Là do tâm tham. Do tâm tham làm hại rồi. Tham chính là độc. Bạn xem, trên kinh Phật gọi là tham sân si là tam độc. Đây là gì? Là do tâm của bạn mang đến. Tâm của bạn không tốt, trong tâm đã có độc rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta xuyên tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, buông bỏ tam độc trong tâm. Ngay cả tiến sĩ Hiêu Lên ở Hawaii, Mỹ Quốc, ngày 21 tháng trước, 21 tháng 3, 2012, ông ấy đến thăm tôi. Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Ông ấy nói rõ phương pháp trị bệnh lâu đời của Hawaii là hoàn toàn dùng tâm lý. Phương pháp trị liệu này của ông ấy không cần dùng thuốc, không cần dùng kim tiêm, không cần uống thuốc. Trong khoảng một tháng, bệnh kỳ lạ nào cũng có thể chữa khỏi. Phương pháp này chính là dùng tâm thanh tịnh. Vì thế ông ấy cần phải loại bỏ tất cả tham sân si trong tâm của mình, loại trừ bỏ tất cả độc tố ở trong tâm. Độc tố trong tâm ông ấy gọi là thanh lý, tức là đem nó làm sạch sẽ. Ông ấy nói những ký ức bất thiện phải quét sạch, những ký ức tốt đẹp cũng phải từ bỏ. Tâm của bạn ban đầu vốn chỉ là thanh tịnh, không nhiễm một chút bụi dơ, phục hồi trở lại tâm ban đầu. Cái năng lực này sẽ rất lớn. Phương pháp điều trị rất đơn giản, không cần phải gặp mặt người bệnh. Cách xa ngàn dặm cũng có cách chữa bệnh giúp họ. Ông ấy cần những thứ gì? Tên họ, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ông ấy cần những thứ đó. Cần biết thêm bệnh tình của người bệnh nữa. Cách trị bệnh của ông ấy quan trọng nhất là nghĩ người bệnh và bản thân mình là một thể. Mình và người trở thành một, không hai. Sau khi nghĩ thành một thể thì bệnh của họ là bệnh của mình. Tôi bị bệnh ở đâu? Dùng ý niệm của chính mình để điều trị. Và các ý niệm không tốt hoàn toàn được quét sạch. Dùng ý niệm thuần tịnh, thuần thiện. Ông ấy nói mỗi ngày dùng nửa tiếng đồng hồ để quán tưởng, giống như chúng ta hồi hướng vậy. Hồi hướng cho họ liên tục khoảng một tháng 30 lần không ngừng nghỉ. Một ngày một lần, một lần khoảng nửa giờ đồng hồ. Sau 30 ngày bản thân mình khỏi bệnh thì đối phương cũng đã khỏi bệnh. Thật là kỳ diệu. Lý luận này tôi có thể hiểu được, vì trên kinh Phật có câu điều phục tâm một chỗ thì không có việc gì không thể làm được. Tâm của chúng ta tạp loạn, đây là gốc của bệnh tật. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta mắc bệnh. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, không có các tạp niệm, vọng tưởng, tà niệm, thì bạn không thể bị bệnh được. Phải đặc biệt chú ý đến ăn uống. Hiện tại ngay cả rau cải, lúa gạo cũng đều có vấn đề. Điều này không ổn rồi. Tôi e là qua vài năm nữa, không khí có thể cũng có vấn đề, nước cũng có vấn đề. Vì con người làm sao mà sống đây? Cho nên điều mà các nhà khoa học đưa ra là có lý. Nếu không thay đổi, sự thiệt hại về sức khỏe của chúng ta, loài người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt. Cho nên thưa Pháp Sư, người nuôi gà bây giờ không ăn thịt gà, người nuôi heo thì không ăn thịt heo, người nuôi cá không ăn thịt cá, vì họ biết được nội tình bên trong. Họ hiểu được, họ biết được, nhưng họ biết mà vẫn làm như vậy để bán cho người khác. Quả báo của nhân quả rất đáng sợ. Điều này người Trung Quốc thường gọi là mưu tài hại mạng. Đây là tạo tội địa ngục. Không thể làm như vậy được. Thưa Pháp Sư, có một lần con đến trại gà quay phim. Con cùng ông chủ đi đến phía trước để xem một con gà, thì đột nhiên thấy nó ngã lăn ra chết.
Sau đó ông chủ trại gà nói: con có biết tại vì sao con gà này chết hay không? Con trả lời: tôi không biết. Ông ấy nói là xuất huyết não. Con hỏi: vì sao vậy? Ông ấy nói: vì chúng tôi cho nó ăn liên tục, ánh sáng được chiếu liên tục vào nó, nhiệm vụ của nó là ăn không ngừng, không gian sống cả đời của nó không lớn hơn một tờ giấy A4. Vì vậy, lúc nó ăn liên tục không ngừng như vậy, giá lại trong thức ăn của con gà còn tăng thêm một lượng lớn chất kích thích tăng trưởng, cùng với chất kích thích phát triển thịt. Nó càng ăn nhiều thì toàn bộ cholesterol đi lên não, sau đó dẫn đến xuất huyết não mà chết. Rồi ông chủ trại gà nói với con: tôi nói cho cô biết, cô nhất định không được ăn thịt gà đó. Con nói: hả, vì sao? Có đạo lý. Cô nên trả lời là: không những tôi không dám ăn, mà tôi còn phải giúp anh tuyên truyền để tất cả mọi người trên thế giới cũng đều không dám ăn thịt gà.